Chào mọi người, chào tất cả các bạn nhé. Mình từ lúc đến giờ băm băm chặt chặt các bạn này. Cái hành này mình bơm băm hành với lại ngò gai, à quên, mùi tàu, ngò ngò chứ, rau ngò. Rồi là mộc nhĩ này, đứng dưới là thịt. Mình bỏ cái chợ, một mình bỏ cái tô hơi bé một xíu mà không sao các bạn nha, thịt này. Hôm nay cuộc sống con Nguyên lại vào bếp các bạn. Lại vào bếp băm băm chặt chặt nấu cơm cho vợ con ăn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn kia làm chả lá lốt các bạn nha. Cái chả cái lá lốt này thì rất là đơn giản, làm rất là dễ luôn nhưng mà ăn thì rất là ngon các bạn. Mình đi hái lá lốt về này. Lá lốt này thì lá lốt ở đường bên hông nhà mình thôi, không phải mua gì hết đấy. Đấy, ngọn nhiên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi ướp cái phần này các bạn nha. Trong này 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 có thịt ba chỉ này. Cái thịt thịt này là mình mua bằng thịt vai, nó nạc hơn một xí. Mộc nhĩ này, hành tươi này, rồi là một vài cái cọng lá lốt này cũng băm vào đây cho nó thơm này, rồi là rau 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 mùi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị. Đây mình sẽ bỏ vào đây một ít bột ngọt các bạn. Bột ngọt thì nhà mình không 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 có dùng nhiều. Chúng ta sẽ bỏ ít thôi các bạn. Một ít bột nêm các bạn nha. Rồi xí bột nêm đừng có bỏ mặn quá vì lát này chúng ta còn chấm nữa các bạn. Chúng ta còn còn chấm chấm với nước mắm rồi các bạn nhé. Rồi chừng này là được rồi. Ăn là chúng ta sẽ chấm với nước mắm, mình không có bỏ đường các bạn. Mình không có bỏ đường vào đâu nhá. Và một ít tiêu để cho nó thơm các bạn. Tiêu là phải có này. Tiêu lên cho nó thơm. Và mình có chuẩn bị hai quả trứng rồi, mình sẽ đập hai quả trứng vào các bạn. Thì tô của mình hơi bé phải không ạ? Bây giờ là mình sẽ đảo đều lên cho nó ngấm gia vị các bạn nha. Mình không có bó mặn đâu. Thì lát nữa chúng ta sẽ còn chấm với nước mắm ớt nữa thì cũng sẽ ngon lắm. Cái này ăn cơm thì tốn cơm lắm các bạn. Món kinh điển để tốn cơm đây mọi người ạ. Cuộc sống con Nguyên lại cứ ngày ba bận lại vào bếp. Nhưng mà nhà gia đình nhà mình thường thường là ăn buổi tối các bạn ạ. Buổi sáng thì cũng nấu ăn sáng hoặc là đi ra ngoài ăn. Nhưng buổi tối là vợ con tụ tập, mình cũng đi làm về rồi vợ đi làm đón hai thằng cùng nhóc về, nên là cứ buổi chiều tối là mình hay cải thiện cái món gì còn ngon để cho vợ con ăn cho nó vui các bạn ạ. Hôm nay mình cũng thèm cái chả lá lốt này, mà làm cái này thì đơn giản thôi mà không có mất tốn bao nhiêu thời gian, nên chính vì vậy là mình đi mua nhiên liệu rồi mình về mình làm cái chả lá lốt mình quay lại cho các bạn xem nhá. Các bạn thấy video của Cuộc Sống Cao Nguyên hữu ích, hay vui nhộn thì các bạn cho Cuộc Sống Công Nghiệp một cái đăng ký, một cái like và một cái chia sẻ các bạn nhé. Bạn nào chưa đăng ký thì bấm subscribe đăng ký để cho Cuộc Sống Công Nghiệp vui, có thêm động lực làm nhiều video các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để cái này nó ướp trong phòng khoảng 10 phút các bạn nha. 10 phút xong rồi chúng ta sẽ đi cuốn cái lá lốt này. Đây cuốn cái thằng này và chiên lên. Ăn cơm tuyệt vời luôn các bạn. Món này ăn cơm tốn cơm lắm. Đó. Các bạn, mình bắt chảo lên rồi đấy. Cái này mình ướp cũng được khá là lâu đấy, 10 sắp 15 phút, 10 15 phút đấy, ướp cho nó ngấm gia vị các bạn nhé. Có nhiều nơi thì các bạn bỏ thêm ít đường hoặc là ít bột ít nước mắm, nhưng mà mình chỉ có bọt bột nêm thôi. Với ít bột ngọt thôi các bạn. Để ăn rồi là mình chấm thêm chứ mình không có muốn bỏ mặn. Rồi mình không không cần cái đĩa hoặc là cái gì để mình gói đâu các bạn nhá, mình gói bằng tay luôn. Gói trên tay rồi mình sẽ bỏ vào mình chiên luôn các bạn. Đó các bạn ạ, mình để thế này mình chiên luôn. Mình chờ cái chảo nó khô mình đổ dầu vào các bạn nha. Mấy cái đồ chiên này thì tốn dầu các bạn, nhưng mà được cái này chiên lá lốt này thì cũng không cần nhiều dầu lắm. Tại vì cái nó cũng không có dày lắm á, như vậy là cũng không cần nhiều dầu các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ mang đi chiên nào, đi gói. Nhiều chỗ các bạn gói bằng một lá thôi, nhưng mà riêng lá lốt nhà mình nhiều quá, chính vì vậy là mình sẽ gói bằng hai lá để ăn nó có mùi lá lốt nó thơm các bạn ạ. Các bạn gói bằng đầu này thì để ra ngoài cái màu xanh này nó sẽ đẹp hơn là các bạn gói bằng cái màu này các bạn nhé. Nó rất đơn giản thôi mà các bạn, quá đơn giản luôn. Gói mấy cái này thì nó đơn giản lắm các bạn, đó gói chặt chặt tay, chúng ta gói chặt tay thì ăn nó ngon các bạn nhé.
Đó, như thế này là ok. Bây giờ mình bỏ vào. Đấy. Các bạn thấy không? Bỏ khéo không bỏng tay đấy các bạn nha. Các bạn nào chưa bỏ quen như mình thì bỏ khéo đấy, không là bỏng tay đấy các bạn. Còn mình thì bỏ quen là mình bỏ bằng tay, không cần đũa cũng được. Thế mà cũng đôi lúc cũng bị bỏng đấy các bạn. To nhỏ mình gói cái to cái nhỏ thì tùy thuộc vào cái sở thích của gia đình nhà mình. Đó, cuộc sống của Nguyên thì cứ gói như thế này thôi. Các bạn thấy không? Gói xong bẻ bẻ cái góc này để khi mà chúng ta bỏ xuống á nó không bật ra các bạn nha. Nếu mà chúng ta chắc ăn á, chúng ta bỏ xuống này. Đó, lý qua một cái là nó không có bị bật cái miếng cái mỗi gói của mình. Các bạn thấy làm đơn giản không? Các bạn cứ cải thiện cho gia đình nhà mình ăn các bạn. Lâu lâu làm cho vợ con ăn. Đó. Đó, mình lại quên mình để cái mặt bên này. Để cũng được, không sao. Các bạn này, thấy chưa? Quá đơn giản đấy. Bỏ bé 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 mấy cái đầu. Để khi mình bỏ xuống là nó không có bị bần bung lên. Lá lốt nhà mình thì khá là nhiều, không có lo. Quá là nhiều lá lốt luôn. À, lá lốt này cũng là một vị thuốc mà các bạn tấp bát đây, chỉ đau thấp khớp, đau nhức xương khớp đây các bạn, rất là tốt luôn. Những cái giả dụ như ếch om chuối này hoặc là ếch om cà không thể thiếu được cái lá lốt này các bạn nha. Lá lốt với lại lá tía tô. Mình cho nhỏ lửa các bạn nha. Chín cái này các bạn đừng có cho nó to lửa. To lửa là nó chỉ cháy ở ngoài thôi nhưng mà đằng trong nó không có chín được. Chính vì vậy là chúng ta chiên từ từ thôi. Đấy, các bạn thấy thơm không? Thơm này, mấy đồ chiên này thơm thật đấy. Này ăn lúc ngày trước mình nhỏ mình nhớ là mỗi lâu lâu mới được một bữa ăn thịt là chả cái chả lá lốt này. Trời ơi, bữa đó là ăn cơm lắm số chén. Ăn nó bụng luôn đấy các bạn ạ. À, có thể là mình gói không thể đẹp bằng mấy chị em phụ nữ được, nhưng mà thôi đàn ông vào bếp như thế này là cũng tạm cho vợ con được đúng không các bạn? Thế còn mấy chị em phụ nữ gói chắc chắn là sẽ đẹp hơn. Còn mình là cứ ở những cái video của mình cứ xùm xòa vào đó các bạn ạ, rất là chân thật luôn. Đây các bạn này, những cái này là mình vừa mới lật xong đây các bạn, đó mình lật đó, nó chắc đe luôn nha. Mình làm càng chắc thì nó ăn càng ngon các bạn. Đó, những cái này là cái mặt này thế này là được rồi các bạn này. Đó, mình bắt đầu lật. Như cái này là chưa được rồi các bạn. Đó, thì mình lại để lại xuống một lần nữa. Tại vì mình bỏ là có cách trước cách sau các bạn. Như thế này là chưa được này. Cái này cũng chưa được các bạn nha. Đó, mới lật được một cái số cái bỏ trước ấy. Đây, các bạn này mình được một mẻ rồi, các bạn thấy á, cái lá của mình nó còn vẫn còn xanh nhá, nó không có cháy đâu các bạn. Còn một mẻ là mình đang nấu trên này đó, mình làm nhiều thế này để sáng mai ăn luôn mà mọi người. Rồi bây giờ mình thử bóc một miếng thử xem các bạn nhá. Này ngon không? Đường trong nó không có khô các bạn thấy không? Rất là ngon, nó không có mặn. Nhá là mình chấm nước mắm để ăn cơm nào mọi người nhá. Thấy không? Thơm á. Rất là ngon luôn. Không có tốn bao nhiêu thời gian mà làm cho gia đình ăn các bạn ạ. Thỉnh thoảng chúng ta làm thì cái món cải thiện này cho gia đình ăn mọi người nhá. Ngon lắm. Mình mời mọi người ăn cơm tối cùng với gia đình nhà mình nhá. Đấy, nước mắm mẹ vợ làm này. Mình hôm nay cũng thấy hơi mệt mệt các bạn ạ. Do mấy ngày hôm nay lượn nắng nhiều quá. Cái thứ hai là uống nó cũng nhiều, mình cảm thấy hơi mệt mệt các bạn ơi. Mẹ vợ làm được chấm này, nhưng mà không cay lắm thì sao không ạ? Giờ mình mời các bạn này. Làm một miếng các bạn nhá. À, mẹ thử ăn một miếng chả lá lốt của bố xem có ngon không mẹ. Xúc miếng cơm các bạn này. Ngóng này khốn cơm mắm các bạn. Ăn lên.
Này thì anh chả lá sen. Chả lá lốt ngon lắm. Ngon mọi người. Rất là tuyệt vời luôn. Thời gian làm rất là nhanh mọi người nhá. Chịu khó làm cho gia đình. Các bạn xem video của mình cảm thấy hữu ích hay. Các bạn nào chưa đăng ký, đăng ký. Bạn nào đăng ký rồi thì cho mình like một cái các bạn nhá, hoặc chia sẻ cho nhiều người biết hơn. Rồi mình xin chào các bạn.